Chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã trở lại với Kaden Channel. Chào các bạn, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với các bạn một cái tin mới có liên quan đến ngành nail ở tiểu bang California các bạn. Thì trong cái video trước chúng tôi đã chia sẻ về một cái luật mới mà Quốc hội đang xét duyệt để có thể thông qua đó. Thì hôm nay cái tin mới nhất đó là Quốc hội ở bên California họ đã thông qua cái luật về ngành nail tại California và những ngành khác có liên quan đến cái luật này nữa các bạn. Thì cái tin mới nhất đó là ngành nail đã được Quốc hội California che chở sau khi luật AB 5 ban hành các bạn. Nếu các bạn thích Kaden Channel và thích xem những video như thế này, mong các bạn nhấn nút like. Và nếu các bạn chưa subscribe thì mong các bạn nhấn nút subscribe. Thì cái luật này á, là được áp dụng kể từ ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2020 tới đây, thông qua rồi và đúng mùng 1 tháng Giêng năm 2020 là sẽ được áp dụng các bạn. Thì theo đó mọi người làm việc trong các cơ sở thương mại thì đều được coi là nhân viên chứ không còn là tư nhân độc lập làm khoán nữa. Tuy nhiên, vẫn có một số ngành nghề có được cái đặc ân ngoại lệ không phải tuân thủ theo cái đạo luật nói trên, và trong đó có một cái ngành nail đó các bạn. Và để hiểu rõ ràng hơn về cái đạo luật này cũng như là những cái ngoại lệ được áp dụng cho ngành nail mà là một trong những công việc có rất là đông người gốc Việt của chúng ta, thì xin mời các bạn nghe chúng tôi chia sẻ về cái luật mới này nhé. Thì hôm 11 tháng 9 vừa qua đó thì Quốc hội ở California đã thông qua cái đạo luật gọi là đạo luật AB 5 là và cái đạo luật này á, thì đạo luật này đã có từ năm 2018 và tối cao pháp viện California đã đưa ra một cái phán quyết cho rằng tất cả ngành nghề ở California dù là bất cứ ngành nghề nào thì người chủ phải trả lương cho họ và xem họ như một nhân viên, và để trả lương W2 có nghĩa là cái mẫu để mà khai thuế đó các bạn, chứ không được dùng mẫu 1099 để trả nữa. Chính vì phán quyết đó cho nên Quốc hội mới phải đưa ra cái dự luật AB 5 và Thống đốc Gavin Newsom vừa mới ký thành luật để điều chỉnh lại hay là bảo vệ một số những ngành nghề nhằm tạo cho họ cái sự thoải mái và có sự tự do để làm nhân viên hay là có thể làm independent contractors. Thì những ngành đầu tiên được Quốc hội che chở bao gồm có nha sĩ, bác sĩ, luật sư, các nhân viên mà bán bảo hiểm và các nhân viên môi giới địa ốc và cuối cùng là các thợ tóc, nhưng trong đó không có thợ nail. Nghĩa là vào thời điểm đó thì ngành nail vẫn đang bị nguy cơ xếp vào cái dạng trả là W2, chứ các chủ tiệm nail không có sự uyển chuyển để trả cho thợ nail theo dạng 1099 nữa cho dù là họ có mướn chỗ. Theo quá trình lập pháp kéo dài từ tháng Giêng đến đầu tháng 9 vừa qua, tháng Giêng năm 2019 đó các bạn, thì kéo dài đến đầu tháng 9 vừa rồi đó, thì khi Quốc hội thông qua phiên bản cuối cùng của luật này thì ngành nail mới được một số ngoại lệ và sẽ được duy trì được 2 năm. Nghĩa là trong 2 năm tới đây nếu tuân thủ theo một số điều khoản do Quốc hội quy định thì một số người vẫn được xem là independent contractors và người hành nghề tự do sẽ không bị ràng buộc như một nhân viên employee. Tuy nhiên, sự ràng buộc này chỉ có hiệu lực trong vòng 2 năm tới, và trong 2 năm tới đây thì tất cả những người làm trong ngành luật pháp lại phải cố gắng làm việc để làm sao đưa đạo luật này trở thành điều vĩnh viễn cho ngành nail của cộng đồng Việt Nam. Đó. Thì sau đây xin mời các bạn nghe theo dõi xem coi là cái sự khác nhau giữa W2 và 1099 là như thế nào. Thì khi mà người chủ trả cho nhân viên theo cái dạng W2 thì cái mức chi phí mà chủ tiệm nail phải trả cho chính phủ nhiều hơn. Nghĩa là nếu nó phải trả cho thợ nail theo dạng W2 thì chủ phải trả cho những người thợ nail này một số quy chế lao động mà những người lãnh 1099 không có được. Nên nó có cái sự khác biệt. Nếu mà mình mà trả các cái chủ tiệm nail mà trả cho người thợ theo cái dạng W2 á, thì người thợ mà làm nail cho người chủ đó đó sẽ được nhìn rất là nhiều quyền lợi, chẳng hạn như là một năm phải được 3 ngày nghỉ bệnh này mà vẫn có lương chứ không phải là nghỉ mà không có lương, rồi phải có người giờ nghỉ giải lao sau khi mà làm 3 tiếng đồng hồ, phải có giờ nghỉ ăn trưa. Và là nếu thợ nail mà làm hơn 40 tiếng một tuần
thì người chủ phải trả overtime, có nghĩa là trả lương làm thêm giờ. Đó. À, trong khi đó thì từ trước đến giờ các cái thợ neo làm cho chủ neo đó thì thường ăn chia với nhau theo cái dạng là 6-4 hoặc là 7-3. À, bây giờ mà nếu mà làm theo cái kiểu mà trả overtime như thế này thì không biết là người chủ tính làm sao. Rất là khó khăn cho chủ tiệm neo. À. Đó. Và như đã nói ở bên trên thì vào năm 2018 đó, phán quyết của tối cao pháp viện là bắt trả theo cái kiểu là W2, có nghĩa là trả lương để người thợ phải khai thuế. Tuy nhiên khi phán quyết đó ra thì Bộ Lao động của tiểu bang California chưa thi hành vì phán quyết đó quá là bao la cho nên tất cả các ngành đều bị ảnh hưởng và cần phải có thời gian để Quốc hội điều chỉnh lại cái luật này. Thì đó là cái lý do tại sao trong năm 2019 này thì Quốc hội đã cố gắng điều chỉnh lại cho rất là nhiều ngành nghề và trong đó có ngành nail mà chúng tôi mới xin được vài tu chính án để chấp thuận cho những chủ tiệm muốn trả cho thợ nail theo cái kiểu independent contractors. Đó là một người mà làm việc ở trong cơ quan lập pháp của Quốc hội California, ông nói như vậy đó. Ông nói ông là cái người mà đứng ra để bênh vực cho cái quyền lợi của người làm nail và đã xin được những cái tu chính án để mà chấp thuận cho những người chủ tiệm muốn trả thợ nail theo cái kiểu là hợp đồng ăn lương khoán đó. À, tức là vẫn vẫn trả 1099 một cách hợp pháp chứ không phải là bất hợp pháp. Nhưng mà muốn được trả lương cho cái thợ neo theo cái mẫu 1099 một cách hợp pháp đó thì phải tuân theo một cái số quy định của Bộ Lao động. Ừ. Thì những cái quy định đó như thế nào? Những quy định đó là bắt đầu vào năm sau nếu mà một chủ tiệm neo muốn trả cho người thợ neo theo cái dạng 1099 thì họ phải tuân theo những quy định như sau. Thứ nhất là chủ và thợ phải có quy định mướn chỗ, mướn bút, tức là mướn chỗ đó. Và người thợ phải có hợp đồng giao kèo với người chủ tiệm là mình mướn cái bút này và trả bao nhiêu được tiền để mướn. Có nghĩa là người thợ neo không phải là cứ cứ hàng ngày đi đến tiệm để mà làm cho người chủ nữa. Bây giờ người thợ neo phải mướn một cái chỗ làm việc ở trong cái tiệm của người chủ, Cái booth là cái nơi làm mà việc, làm việc của người chủ đó. booth, booth. Là booth là mướn bút, có nghĩa là mướn chỗ để làm chứ không cần được quyền là ngồi và tự do làm ở trong tiệm của người chủ trước nữa. Điều thứ hai nữa là tất cả những dụng cụ làm nail và đồ làm nail đó, tức là những cái supplies phải là do chính người thợ mua chứ không được dùng đồ của tiệm. Nên người chủ bây giờ họ không mua nữa. Bây giờ người người làm thợ đó phải mua. Ừ. Thứ ba là thợ phải là người tự đặt hẹn với khách và không có giờ làm cố định. Có khách thì làm, không thì có quyền về nghỉ chứ không cần phải theo cái kiểu là đi làm từ 9 giờ sáng và ngồi đến 7 giờ tối cho dù có khách hay không. Giờ cũng khó cho cái người thợ làm nail nha. Bởi vì họ phải tự đặt hẹn với khách, nếu mà họ có nhiều người thích họ làm á thì họ mới có thể làm nhiều được. Còn nếu bây giờ không có hẹn của khách người ta đến làm thì họ không có khách. Là họ cứ ngồi chơi, nếu họ muốn ngồi chơi họ về nhà nghỉ. Đó. Cho nên người thợ làm nail giờ cũng giống như là một cái làm một cái business riêng vậy đó. Đấy. Thứ tư là phải có một business license, tức là có môn bài riêng của thợ. Chứng tỏ thợ nail là một tiểu doanh nghiệp nhỏ, là small business owner, thấy Rồi, chưa? giờ cần phải mua luôn cả business Là license nữa. business license đó chứ không phải là cứ tự động mà đến tiệm ngồi làm như trước. Trời ơi, thế không phải Quá mua khó khăn chỗ, quá. rồi phải mua đồ dụng cụ làm, giờ lại phải có một cái business license nữa thì mới có thể làm việc. Thứ năm, quan trọng nhất là không được lẫn lộn tiền bạc với nhau. Khách của mình làm xong thì mình lấy tiền, còn nếu trả credit card thì mỗi người làm phải có hệ thống nhận thẻ tín dụng riêng chứ không phải là người khách mang thẻ lên cà vào máy của chủ tiệm. Mỗi người mướn bút phải có hệ thống nhận tiền riêng. Vậy là Thôi. mỗi người hệ thống nhận tiền riêng, tiền riêng vậy sao chia nữa, Thì đấy đâu có khó chia ăn gì chia đâu nữa. à, tức là hồi xưa là cái người thợ người ta đến người ta làm nail á thì khi người ta làm xong là ta đến chủ tiệm ta trả. Để đến cái quầy mà tính tiền của chủ tiệm họ trả, họ cạc Rồi. cái cạc của họ vào thẻ của vào cái hệ thống tính tiền của chủ tiệm. Thì chủ tiệm ta hoàn toàn làm chủ cái chuyện đó. Bây giờ thì cái người thợ làm nail phải có hệ thống business riêng, phải có cái đồ chạc cho khách riêng, Nghĩ rồi cả cà thẻ riêng. thẻ riêng, nếu khách nào mà làm cho cái thợ thợ nào thì cào vào cái hệ thống của cái thợ đó, rất là khó khăn phải không? Cái này là theo con thấy không có lợi cho chủ, cũng chẳng có lợi cho thợ. Đấy, Mệt cho thợ, mệt cho đúng rồi, chủ như vậy luôn. mỗi người mướn cái chỗ đó phải để mà làm trong cái tiệm đó phải có hệ thống nhận tiền riêng nữa. À, Vậy là à, thua nếu rồi. mà tuân theo những cái quy định đó thì mới phù hợp với một cái independent contractor. Đó có nghĩa là mới được khai theo cái mẫu 1099. Đó, còn nếu không thì phải phải xem như một người lãnh lương
của chủ trả cho thợ và phải coi khai theo cái mẫu W2. W2. Tức là khi mà khai theo cái mẫu W2 đó thì phải tuân thủ theo những ràng buộc của Sở Lao động Mỹ. Có nghĩa là cả chủ lẫn thợ đều không có còn được được cái quyền mà làm ăn một cách bừa bãi tự do như trước nữa. Tự do. Được tự do như trước nữa. Đấy. Thế cho nên coi như là bây giờ là khó lắm phải không? Thì sau khi mà báo Người Việt họ phỏng vấn ông dân biểu mà làm trong ngành quốc hội California, họ 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 hỏi như vậy này: tại sao chỉ có vài ngành nghề được quốc hội California che chở, trong khi đó nhiều ngành khác lại không được đặc quyền này? Đó. Thì cái ông dân biểu này ông trả lời là cái ngành đầu tiên được cái luật AB5 che chở thì gồm có luật sư, nha sĩ, bác sĩ, một số các ngành khác trong lĩnh vực như y khoa, nghề bán bảo hiểm, nghề bán địa ốc, bởi vì đây là những ngành nghề có thế lực chính trị rất lớn đối với quốc hội của tiểu bang California, và họ có tổ chức và họ có một cái sự vận động hành lang rất là giỏi, cho nên hàng năm các cái quỹ tranh cử của các nhà lập pháp đều do các ngành nghề này ủng hộ rất là nhiều. Cho nên trong những cái đợt che chở trước thì đây là những ngành nghề có được sự đặc quyền đó. Những ngành nghề vừa nói bên trên đó là họ ủng hộ và họ vận động cho những người dân cử ở California rất là nhiều. Mỗi lần mấy ông này ra ứng cử là cái hệ thống của những cái ngành nghề này họ ủng hộ. Chính vì vậy mà những ông dân cử có nhiều phiếu. Mà khi mà có nhiều phiếu như vậy thì họ mới có thể đắc cử và họ làm việc ở trong ngành lập pháp của California được. Nếu họ muốn tiếp tục đắc cử thì họ phải ủng hộ mấy người này thôi. Đấy, thế chính vì như vậy mà cái đạo luật AB5 nó che chở những ngành đó. Đó. Kế đến là có rất là nhiều người phân vân là tại sao ngành tóc cũng có đặc quyền đó. Thì đây ông Liên Biểu ông trả lời này: trong khi những người thợ tóc không có các tổ chức chính trị để che chở cho họ, thì lý do mà chúng tôi được biết là vì bà chủ tịch Thượng nghị viện California có một người bạn làm thợ tóc và làm theo dạng 1099 cho bà. Đấy, đây là lý do vì sao mà các thợ tóc ở California được ưu đãi và cho phép họ có được một sự ngoại lệ như vậy. Thì ra là vì bà chủ tịch Thượng viện California quen với một cái bà là bạn làm thợ tóc, cho nên ngành tóc mới được ưu đãi. Nhưng cái ngành nail không có cái bà chủ tịch nào mà có bạn làm nail À, hết. có bạn làm nail là đã khác rồi. Đấy, thì riêng với cái ngành nail thì đến giờ cũng có được cái sự ngoại lệ che chở giống như một vài nhà cái ngành kia, là vì chúng ta còn có một tiếng nói của người Việt Nam tại Quốc hội California. Có nghĩa là còn có những cái vị dân biểu do người Việt Nam mình bầu lên làm việc trong quốc hội tại California, và những ông dân biểu này đó, ông rất là chú trọng đến cái những người dân Việt Nam mình sống trong cái ngành nail, làm việc trong cái ngành nail, nên ông phải vận động làm sao để có tiếng nói của ông là giúp đỡ cho cái ngành nail. Chính vì cái ông dân biểu này á, ông tên là gì đó, Tyler Diệp đó, thì ông là vận động cho cái ngành nail này, cho nên là ngành nail này mới được cái ưu tiên là trong vòng 2 năm nữa thì sẽ được được quyền lựa chọn, một là làm theo cái kiểu trả lương theo W2, hai là làm trả lương theo cái mẫu 1099 đó. Thì cái này nó chỉ là 2 năm thôi, còn sau khi 2 năm đó thì sao? 2 năm đó chắc là phải theo luật thôi. Đúng rồi, thì mình đây đây là những cái việc mà chỉ được áp dụng tạm thời trong vòng 2 năm. Tạm thời thôi. Sau 2 năm đó thì nếu mà không có ai ủng hộ, không có ai vận động nữa thì cái những người làm trong ngành nail này lại phải tuân thủ theo cái kiểu là phải trả W2, có nghĩa là trả lương giữa chủ và thợ chứ không có được trả lương một cách tự do như trước nữa. Đó, cho nên là nếu mấy ông dân biểu này mà ông không có ủng hộ cho nữa, ông không có vận động để mà làm cho ngành nail được hưởng cái quyền này vĩnh viễn nữa, thì ngành nail lại là một cái tình trạng như vậy. Nhưng mà theo như mẹ thấy Nhưng á, thấy là nếu mà làm theo cái kiểu mà trả lương theo kiểu 1099 á, cũng vẫn khó khăn chứ không có tại vì gì. cái điều ba bốn cái điều luật mà họ mới cho phải làm như này phải làm như kia thì có ai muốn làm nữa. Đấy, bây giờ hàng ngày chỉ việc đi đến tiệm ngồi làm, Đúng rồi, tất cả chỗ người chủ tiệm ta lo đúng rồi, đồ dụng cụ, cắt móng chân móng tay, sơn móng chân móng tay, tính tiền tất hoặc cả mọi là thứ. tính tiền thì người chủ lo hết Mình không phải rồi. suy nghĩ gì. Cái tiệm mướn họ người chủ của người ta cũng mướn luôn. Đúng rồi. Bây giờ nếu theo cái luật mới á, mà người thợ mà muốn đi làm mà muốn được không khai thuế á, mà tính theo cái kiểu mà theo mẫu 1099 á, thì Không thể là nào họ không thể thuê được, bây giờ thuế phải khai thuế thuế thì theo mẫu 1099 thì giờ họ quá khó khăn. Bây giờ đi làm nail là còn phải thuê cái chỗ, trả tiền thuê chỗ, Ở phải chỗ mua cái nhỏ dụng chứ. cụ làm nail, phải mua tốn tiền. Họ trên một cái chỗ nhỏ trong cái tiệm đó thôi, một cái chỗ ghế ngồi thôi đó.
thì cũng phải thuê, Đúng rồi. thuê của người chủ tiệm, À. rồi phải bỏ tiền ra mua những cái đồ dụng cụ làm nail, rồi mình làm nail mình phải chịu trách nhiệm, bởi cái người mà khách người ta đến ta làm á, thì mình lại phải có cái hệ thống trả tiền riêng. Nhà thì quá nhiều chi phí cho người thợ nail, mà nhất là những người thợ nail mới bắt đầu, họ sao mà họ có tiền mà họ có thể chi phí bao nhiêu thứ như thế này? Đấy, mà Đấy, họ có nhất là tiền. những cái người mà họ không có rành tiếng Anh nữa, Đúng rồi. thì họ làm sao mà họ có thể mà tự mình quản lý cái business nhỏ của mình như Đúng vậy được. rồi, vừa phải lo mua supplies, mua hàng, mua mấy cái đồ bột, rồi mua những cái đồ làm nail, rồi còn phải lo phải có một cái vốn nhỏ nhỏ nhất định thì mới có thể làm được thợ chứ không phải Rồi phải là lại nhà phải có tiên. business license nữa. Đấy Đó, thì mà biết đấy bao nhiêu việc họ phải lo. Thế cho nên là mẹ thấy cái luật mới này á, là khó luôn, làm khó luôn cả chủ tiệm nail lẫn thợ nail đó luôn. bây giờ là cái giải đáp tốt nhất, giải pháp tốt nhất là nên qua tiểu bang khác nhưng mà nó không có áp dụng cái luật này thôi, giờ chỉ ở Cali là thôi, đấy. Tại vì bây giờ tháng 1 phải không? Tháng 1 Tháng 1 này năm nó tháng 2020 20 này nó sẽ áp có dụng. nghĩa là 3 tháng nữa thôi. Là họ phải lựa chọn một trong hai mà cái nào cũng chết cả, cái mà làm cho independent như bây giờ cũng đâu được phải như bây giờ đâu. Bao nhiêu luật là phải phải 3 4 cái luật Điều nó phải cũng phức tạp lôi không? thôi Mà lúc quá. đó là phức tạp lôi thôi thì người ta đâu có muốn làm cái đó, mà làm cái kia thì ở bên bề ngoài ấy, thì tưởng là mình được nhiều cái tốt nhưng mà thật sự chẳng có phải như vậy. Nó hại nhiều hơn là lợi. Đấy. Mà tại sao nó hại? Tại vì những cái người chủ tiệm họ cũng chẳng có muốn mướn như vậy nữa, họ Đúng chỉ rồi. muốn mướn những cái người kia thôi, mà những cái người kia thì họ lại không có vốn họ làm, thấy chưa? Cho Nhiều khi họ đã nên làm nail slow lắm rồi mà họ chưa mở tiệm thôi, mà thường đúng thường những người nào làm nail slow lại họ lại tự mở tiệm của họ chứ họ không rồi. làm công nữa, Làm công nữa thế đó. khổ. Thế nên là có rất là nhiều khó khăn phức tạp trong cái ngành nail, mà nếu mà cư ngụ tại tiểu bang California. Giờ cho những người mà ở tiểu bang California này, nếu mà họ không có chịu được những cái luật mới này họ sẽ di chuyển những cái tiểu bang khác. Nhưng mà đâu phải một sớm một chiều mà di chuyển được, Được, cái đó rất là khó, dễ cái đó dàng ạ. khó. Tại họ đã có một cái tiệm căn bản ở California rồi, mà bây giờ muốn build lên một cái tiệm như vậy đâu phải dễ. Cái ở Họ những cái tiểu bang mà là như build lên là một cái tiệm bây giờ ít nhất họ cũng phải bỏ ra cả $100,000 để mà họ họ build, mà nhất là California đó tiệm tùng rất là đắt. Mà bây giờ nếu muốn sang lại thì những người ta muốn sang lại người ta cũng đâu sang nữa. Nếu trong cái ngành nail họ biết được cái tin này họ đâu có sang chi. Họ sang là họ ôm à. Thế chứ họ không có sang. Cho nên đâu phải một sớm một chiều mình sang cái tiệm. Bây giờ chẳng hạn như một cái chưa chưa có cái luật mới này gì thì một cái tiệm nail có thể sang được mấy trăm ngàn đô ở Cali. Nhưng bây giờ có luật mới này, giờ nó muốn sang mấy trăm ngàn đô đâu phải chuyện dễ. Nếu sang mấy chục ngàn đô tao còn chưa sang nữa, Tại đúng vì không? giờ tao không biết cái luật này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào Đúng đối rồi. với người ta Mà đây chứ. trước mắt là người ta chỉ cho được du di để mình khai theo cái mẫu 1099 có 2 năm thôi. Đúng rồi. Hết 2 cái năm này mà nếu mà không có ai vận động được cho cái ngành nail được hưởng cái quy chế này vĩnh viễn á, thì lại tiếp tục Nhưng mà phải cái quy chế này cũng đâu có được cái gì đâu, tại vì cái này cũng đâu có lợi cho với cái người thợ với người chủ. Theo con mình nghĩ là như vậy. đúng rồi. Tại vì người thợ họ nếu mà họ khai làm independent contractor thì họ quá là lỗ đi chứ họ không có lời thế nào Không, đúng hết. rồi, thì trước kia thì họ được nhiều hưởng nhiều, bây giờ thì theo luật mới này thì tất cả đều phải quy về là phải đóng thuế nhiều Tại cho. vì bây giờ nếu mà họ phải mua tất cả mọi thứ thì họ sẽ không ăn chia với chủ như vậy nữa. Ăn chia với chủ làm cái gì nữa? Mình Thì bao họ nhiêu mình phải lo bao nhiêu thứ, giờ đâu có tiền đâu ăn ăn chia chia, với không ăn cái chia gì đó là đâu, khó không ăn tại chia được gì tại nữa. vì họ mướn chỗ rồi, họ trả tiền mướn chỗ cho chủ tiệm, Đúng rồi, họ mua đồ dụng cụ họ thì làm. họ là tự là lấy tiền nào họ ra thẻ hết rồi, bây giờ đâu có ăn chi nữa. Tiền của họ làm là họ giữ thôi, Đúng chứ rồi, còn chủ tiệm không có hưởng gì thì nữa. chủ tiệm không hưởng gì, chủ nhưng tiệm mà mở tiệm làm nhưng gì. mà chủ tiệm được hưởng cái chỗ là mình mướn tiệm để mình cho những người thợ nail này thuê lại, Đấy. mướn cái chỗ đó. Nhưng mà họ lời đi rất ít, mà cái gì mà đụng chạm đến cái quyền lợi mà làm cho họ ít tiền đi là họ không thích rồi đó, Đấy, nhưng chắc chắn là mà sẽ những người chịu. chủ tiệm nail này á, nếu như gia đình họ đông á, chẳng có vợ có chồng có con lớn á, mà họ chưa có cái việc gì làm á, thì họ có thể họ làm theo tính cách gia đình đấy, Có thể. họ làm theo tính cách gia đình thì họ không muốn thợ nữa, mà họ đứng ra họ thuê một cái tiệm lớn Vậy là và bao cả nhiêu? gia đình họ làm thôi, chứ họ không cần phải cho mưa cho mướn chỗ muốn gì nữa hết. Nhưng mà vấn đề cái đó lại xảy ra cái vấn đề là những người đang làm thợ bây giờ họ không có việc làm. Thì đúng Cho rồi. nên tốt hết những người này chắc phải đi di chuyển qua những tiểu bang như là Oklahoma mà làm thôi chứ không ở Cali được. Mà dần Cái dần Oklahoma là beo không? Bán một cái tiệm ở
Ở Cali mà qua Oklahoma biết mua được bao nhiêu Đúng rồi, thì tùy theo từng địa phương tiệm? chứ đâu phải là chỗ nào cũng đắt mà chỗ nào cũng rẻ. Thì Bây giờ thì Oklahoma là rẻ hơn Cali là nhưng cái chắc rồi đó. mà chủ tiệm nail thì họ thiếu gì tiền, họ thiếu gì Nhiều cách tiền tiền lắm. xoay, họ không làm nghề này họ làm nghề khác. Họ có thể là đầu tư vào bất động sản, thiếu gì thứ Thiếu này gì họ thứ chứ làm. đâu phải là cái luật này ra là họ chết đâu. Ôi, ai nói họ chết đâu, chỉ nói là họ bỏ nghề thôi, với cái nghề này nó sẽ có bị ảnh hưởng rất nặng thôi, Nhưng mà họ chứ chưa chắc để họ bỏ nghề, không bởi vì có. cái nghề nail này làm ra tiền rất là nhiều. Thì Một họ đi người qua từ bang khác họ nhờ làm. một người mà làm chủ tiệm nail này là một tháng họ có thể thu vào 10.000 đô là như không, Nhưng dễ mà mấy dàng cái thôi. điều luật mới này thì chưa chắc. Chưa Điều chắc là điều luật con số mới sẽ này bị thì giảm. thì đó thì bởi vậy Giảm nó đáng kể. cho nên là đây cũng là cái điều luật mà cũng làm khó cái ngành nail không. Thôi nha các bạn, chia sẻ với các bạn là thêm một cái tin mới để cho những người nào mà muốn biết thông tin về những cái luật mới của nước Mỹ, nhất là về trong ngành nail hoặc là những cái ngành khác mà có liên quan đến cái luật mới này á, thì các bạn có thể hiểu biết thêm nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Bye các bạn. Chào các bạn, mình là Ân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Nếu các bạn muốn xem video của mình ra về sau này, mong các bạn nhấn nút subscribe ở dưới nút màu đỏ đó các bạn. Tạm biệt các bạn.